Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Trước khi đi vào câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta có rất nhiều tin để mà bàn với nhau. Thứ nhất là khán giả cứ vẫn tiếp tục thắc mắc là tại sao mà họ lại nhận được những cái gói hạt giống ở bên tàu. Thế thì có nhiều sự phân tích cho biết rằng là tàu cộng bây giờ nó nắm hết những cái hồ sơ cá nhân của người các công dân Hoa Kỳ, ít nhất là qua các công ty TikTok, rồi qua các công ty về vấn đề Huawei. Cho nên rằng là ông Donald Trump ông mới ra lệnh cấm không cho Huawei để mà làm ăn buôn bán bên Hoa Kỳ. Cho đến giờ này cũng lại có tin rằng cái bà Mạnh Quản Chu, giám đốc tài chính của công ty Huawei, trong tuần vừa rồi đã ra tòa để xin được thả để khỏi việc qua bên Hoa Kỳ. Nhưng mà Bộ Tư pháp của Canada đã có nhiều hồ sơ đang lập đầy đủ và đủ điều kiện để mà extradition, tức là dẫn độ bà ta từ bên Canada về Hoa Kỳ, chậm lắm là đầu năm 2021, và nếu mọi việc tốt đẹp thì có thể tháng 10 thì sẽ được dẫn qua. Là vì những tội trạng của bà ta nó quá rõ ràng, mà Trung Cộng cố gắng để mà can thiệp với Thủ tướng Trudeau phải thả bà ta. Nhưng mà sự thực thì đây là một cái chuyện Interpol, tức là cơ quan cảnh sát quốc tế. Hoa Kỳ là một thành viên, mà trong đó Canada cũng là một thành viên. Họ có một cái hợp đồng với nhau là phải dẫn độ những cái tù nhân nào nếu bên kia đối tượng người ta yêu cầu. Cho nên cái vấn đề của mình vẫn chưa đến giờ này thì coi như là Tập Cận thua. Bởi vậy cho nên quý vị biết rằng Tập Cận Bình nó đang vận động bằng mọi cách để nó có thể làm cho nước Mỹ này không thể làm việc được, tê liệt và kinh tế thì đi xuống. Thế nhưng mà quý vị thấy rằng là Tập Cận Bình thua. Chúng tôi cũng mới nhận được cái email của ông Đại úy Lộc ở Ohio. Ông ấy cho biết rằng là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ hôm nay lên rất cao, 26.690 mấy điểm, coi như gần 27.000 điểm. Rồi Nasdaq là lần đầu tiên trong lịch sử trên 10.000 điểm. Ngày hôm nay cũng lên 154 điểm. Dow Jones lên 214 điểm. Nasdaq lên 154 điểm. Rồi tới SP500 cũng lên vào khoảng độ 20 điểm. Cho nên mọi người đều nhìn vào cái nền kinh tế quá lạc quan. Mà kinh tế của Mỹ thì dĩ nhiên là nó mạnh, là vì bây giờ tiền lời thì quá thấp. Bởi vậy cho nên cơ quan gọi là Federal Reserve, tức là cơ quan dự trữ ngân hàng của Trung ương, trong cái cuộc họp vừa rồi, ông Jerome Powell là giám đốc và tổng giám đốc về cái ngân hàng dự trữ Trung ương của Hoa Kỳ, ông ta tuyên bố là nền kinh tế vẫn tốt đẹp, lạm phát coi như không có gì hết. Bởi vậy cho nên vẫn duy trì cái lãi suất thấp nhất trong suốt 3 năm qua để khuyến khích cái nền kinh tế. Trong khi đó thì cái nền kinh tế của Tàu Cộng bây giờ nó bị suy sụp, mọi người đều thấy lụt, động đất, châu chấu, hòa diêm sơn, bệnh tật, nó làm cho dân chúng của Tàu Cộng, người ta tính sơ khởi, đây là theo đời tường trình của Cộng sản Trung Quốc thì cho biết giờ này đã thiệt hại đến 15-16 tỷ đô la. Mà đấy là con số của Tàu Cộng đưa ra, chứ sự thực có thể lên đến hàng trăm tỷ. Là vì nước Tàu có 31 tỉnh thị thì đến 28 tỉnh thị ngập lụt. Thì quý vị thấy rằng mùa màng nằm ở dưới đất, nằm ở dưới nước, nhà cửa nằm ở dưới nước. Không phải 1-2 ngày, không phải 40 ngày như là cái câu chuyện của ông Đại Hồng Thủy Noe trong Kinh Thánh, mà là trên 56 ngày. Nghĩa là từ mùng 2 tháng 6 cho đến bây giờ nước Tàu ngâm ở dưới nước. Thế thì kinh tế làm sao mà làm ăn? Người chết quá nhiều. Nguyên Tàu Cộng đã đưa ra cái con số tượng trưng, dĩ nhiên là nói láo, trên 40 triệu người là phải di tản qua Việt Nam, qua Lào, qua Campuchia, qua các quốc gia liên bang, mà chỉ chết có 145 người. Quý vị thấy chưa? Thế bây giờ chúng ta không nói cái chuyện chết, chúng ta chỉ nói cái chuyện một nước mà ngâm nước như vậy thì làm sao mà làm ăn? Kinh tế là phải khủng hoảng, giờ này không thể bốc phét được. Cho nên Tàu Cộng vẫn phải mua rất nhiều nông phẩm của Hoa Kỳ, nếu không dân Tàu đói.
Giờ này các dân ở thành phố nó phải di tản, những dân có tiền nó phải qua các quốc gia liên bang, dân nhà quê giờ này cũng phải đi lên thành phố, phải đi chạy loạn chạy nước. Thế thì nền kinh tế của toàn cầu coi như tê chết, nhưng mà kinh tế của Hoa Kỳ thì lại vẫn phát triển mạnh. Quý vị thấy bây giờ đấy, thuốc chủng ngừa đã có rồi. Người ta tính ra nước Mỹ này có Remdesivir, có Moderna, có Gilead, có thêm cả thuốc Kinning. Rồi ở bên Đức, bên Pháp và bây giờ bên Nga cũng có. Thành thử ra anh Tàu không còn bắt nạt được ai cả. Vì thế cho nên quý vị không ngạc nhiên tại sao thế Fauci là một cái tên cả chớn số 1. Lâu nay lúc nó nói thế này, lúc nó nói thế nọ. Nó bảo rằng là ok, cái số người chết có thể lên đến vài trăm triệu. Đến giờ này mới có 150.000. Mà chúng nó báo cáo láo, chứ không phải là nói thật. Người ta tính ra trong 150.000 đó thì ít nhất 100.000 người không phải là vấn đề chết vì dịch Vũ Hán. Vì chúng ta cứ nhìn chung quanh những người mà sinh sống, hàng xóm, bạn bè của chúng ta, quý vị tìm được mấy người chết. Cho đến giờ này tôi mới có một bạn của thằng con, nó là bác sĩ, ngoài ra tôi chưa thấy ai chết cả. Rồi tất cả chúng ta đều vẫn làm ăn đàng hoàng, tiệm buôn bán vẫn mở cửa tử tế. Mà chỉ vì cái đảng Dân Chủ nó cố làm sao gieo cái sự sợ hãi vào con người. Tụi nó bất nhân lắm. Đấy, quý vị thấy, ngày 15 tháng 3, ông Donald Trump tuyên bố rằng cái vấn đề thuốc Kinning là tốt nhất. Ông cũng xài, nhờ thế mà ông không có bị bệnh. Có người nào mà đi nhiều như ông Donald Trump đâu. Mấy cuộc diễn hành luôn, biểu dương lực lượng luôn. Đi từ Wisconsin đến Oklahoma, đến South Carolina, đến Texas, đến New Jersey, đến Wisconsin. Quý vị thấy không? Tổng thống Donald Trump vẫn mạnh khỏe. Thế nhưng mà cái đảng Dân Chủ nó muốn dẹp nước Mỹ, nó bảo không được làm việc, không được đi học. Nhưng đến giờ này nó thấy ông Donald Trump tuyên bố đã có thuốc chủng ngừa rồi, nó sợ. Và cái thuốc của thằng Bill Gates giờ này không ai mua. Rồi cái thuốc của tụi tổng cộng bây giờ không ai mua. Nước Mỹ bây giờ người ta tính đến tháng 10, tháng 11 họ có trên 1 tỷ những liều thuốc để mà chữa bệnh. Tổng thống Donald Trump tuần vừa rồi ra lệnh cho cơ quan CDC bỏ thêm 486 triệu đô la cho Moderna. Trước đó cách đây 2 tháng thì bỏ hàng tỷ đô la cho công ty Remdesivir. Rồi bỏ hàng 400 triệu cho các công ty sản xuất thuốc Kinning ở Âu Châu và ở Việt Nam. Rồi công ty Pfizer cũng lại là có những cái loại thuốc chủng ngừa. Cho nên nói tóm lại, bây giờ thế giới không còn thiếu thốn. Rồi máy trợ thở thì nước Mỹ lại thừa bứa. Bây giờ cứ một tuần như vậy, riêng công ty GE cho ra 1.000 chiếc máy trợ hô hấp. Chưa kể công ty Ford, công ty Chevrolet, công ty Westinghouse cũng đứng ra để mà sản xuất các loại máy trợ hô hấp. Nó quá tuyệt vời. Vì thế cho nên vào cộng chết. Còn kinh tế của Mỹ lại lên một cách tuyệt vời. Vì thế bây giờ Thượng viện đang bàn thảo về vấn đề ngân sách, gọi là stimulus package, tức là cái ngân khoản để yểm trợ về kinh tế, kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ. Trong đó giúp cho mỗi người 1.200, trong đó vấn đề đang bàn là vấn đề thất nghiệp bây giờ cho bao nhiêu và thời gian là bao nhiêu. Trước kia họ chỉ cho có 600 và đến 31 tháng 7 là coi như xong rồi, hết. Hôm nay qua tháng 8 không còn tiền. Và bây giờ mới đang tiếp tục để bàn thêm cho bao, có nên cho 600 hay là cho 200 hay là cho 400. Rồi cái số tiền 1.200 đô la đó chắc chắn là sẽ được gửi đi, mà lần này có thể gia tăng thêm cho các con phụ thuộc trong gia đình. Cho nên người ta mới tính ra gia đình hai vợ chồng ba đứa con có thể lãnh đến 6.000. Và đấy là một cái nền kinh tế tuyệt vời mà của ông Tổng thống Donald Trump và các quốc gia khác đau khổ vì thấy nước Mỹ quá mạnh mẽ. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa vui. Đó là vàng hôm nay cũng gần 2.000, quý vị thấy không? 1.984 đô la một ao. Đó là vàng tryout của Hoa Kỳ. Chứ nếu vàng Á Châu, vàng theo kiểu lạng Việt Nam giờ là trên 2.000, 2.300, 2.400 rồi. Đó. Dầu hỏa
bữa nay 41 đô la 28 sen một thùng. Cho nên quý vị thấy nước Mỹ là một cái nước vẫn nắm quyền sản xuất về dầu hỏa và vẫn gia tăng lợi nhuận một cách tuyệt vời. Trong khi cái thời gian quý vị nhớ lại, Obama làm tổng thống 8 năm cấm khai thác dầu hỏa, tất cả những cái mỏ dầu hỏa khóa, rồi lại cấm làm những hệ thống dẫn dầu, lấy cớ là da đỏ da đen đánh nhau. Giờ này Donald Trump 3 năm nay giúp cho nước Mỹ trở thành quốc gia sản xuất dầu hỏa nhiều nhất trên thế giới, qua mặt cả Saudi Arabia, qua mặt cả nước Nga. Cho nên đó là một cái sự kiện mà giúp cho nên công việc làm ăn nó phát triển. Rồi các công ty ở bên tàu kéo về, rồi các công ty ở thế giới kéo về. Cho nên đấy là những cái sự kích thích kinh tế mà chúng ta đã kết quả trong tháng 5 vừa rồi, 2 triệu 500 ngàn công việc. Đến tháng 6 vừa rồi, 4 triệu 800 ngàn công việc. Chúng ta 1-2 ngày nữa sẽ có kết quả của tháng 7. Rồi bây giờ chúng ta có một tin vui nữa, đó là ông Thiếu tá Liên Thành. Hôm thứ Bảy vừa rồi, và lúc 6 giờ 40 chiều tại ngôi thánh đường Đấng Cứu Thế ở đường Chapman và đường Lewis, đã có thánh lễ Misa cử hành do cha Tuấn Phạm, và ngài đã chủ tọa chủ tọa cái buổi gọi là rửa tội cho 12 vị tân tòng, trong đó có Thiếu tá Liên Thành và 5 cặp hôn nhân, những người mà đã là rửa tội rồi nhưng mà chưa có phép phân phối. Hàng vào khoảng trên 200 khách đã đến tham dự để chúc mừng Thiếu tá Liên Thành và gia đình. Được biết tên thánh của thiếu tá là Phaolô, tức là tên thánh của ông Phạm Bá Lộc, là một người bạn học cũ của thiếu tá ngày còn bé ở ngoài Huế, và anh em gặp nhau trở lại, và ông Phạm Bá Lộc đã lo là một bậc võ thiêng liêng cho thiếu tá. Cho nên nhân dịp này rất nhiều bạn bè ở nhiều nơi đã gửi email, đã gửi điện văn chúc mừng Thiếu tá Liên Thành trong cái đời sống con chiên mới, vị tân tòng đi theo đại gia đình của theo Chúa. Dương Đại Hải cũng một lần nữa xin đại diện cho những bạn bè thân mật với thân thiết với Thiếu tá Liên Thành chúc Thiếu tá được ơn bền đỗ trong nhà Chúa, nhất là trong cái cuộc đời còn lại trên thế gian mà lâu nay anh em chúng ta thường tâm đắc với nhau một điều: sống phải có lý tưởng, và cái lý tưởng đó làm sao để chúng ta có được cái ý nghĩa trong cuộc đời vào những ngày cuối mà chúng ta đã kéo dài đến hôm nay. Đó là một cái ân sủng của Thiên Chúa ban cho mỗi một người trong chúng ta, nhất là ở cái tuổi 70, 80, 90 như Dương Đại Hải, như Lê Thành, mà vẫn được bình an, vẫn được sung sướng, hạnh phúc, vợ đẹp, con khôn, cháu chắt, ngoan ngoãn, sống được nhiều người thương yêu. Cái đó là cái phần thưởng vô giá mà Thượng Đế đã ban cho anh em chúng ta, có phải không Thiếu tá? Một lần nữa chúc mừng Thiếu tá, chúc mừng Follow từ Phêrô Dương Đại Hải. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 2. Xin cảm ơn quý vị.